Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 12 ngày 13 tháng 2 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 12 đến 16 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét hại. Nhiệt độ từ 9 đến 13 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, trời rét đậm. Nhiệt độ từ 12 đến 16 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm 12 ngày 13 tháng 2 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ C. Khu vực Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ C. Khu vực Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ C.